Vậy đi chơi ơi. Đẩy 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 đẩy. Mang đỡ đồ mình đi nè. Đi xuống nãy năm nè. Đi nãy năm không? Hả? Ừ. Đi Úc. Đi đi xuống nãy năm đi. Đi nãy năm chơi. Hả? Cái gì? Con nói chuyện đó mày nghe coi. Nói mẹ nghe nó cái đầy nói mẹ nè đây. Trời ơi. Rụt ràng mặc áo đi rụt ràng. Áo vô ràng đây. Đúng rồi, giỏi quá. Trời rụt ràng muốn xỉu luôn à. Rụt ràng muốn xỉu luôn. Em thức mấy gài lại. Ồ trời. Rụt vàng mang giày gì ta? Mang giày cho thoải mái hè. Đang mang đài đi cho thoải mái hè. Ok. Còn cái đầu y như cái ổ quả không? Cái gì vậy em hả? Ủa xúc đi về sao xúc đi dớ rồi? Sao xúc đi dớ rồi la? Ôi nó trục ràng của mẹ đó. Thì mọi người ơi, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hui Family Cuộc Sống Mỹ. Tự nhiên sáng nay nổi một bụng, nhìn muốn quýnh dễ sợ không. Thì bây giờ, hiện tại bây giờ là gần 9 giờ sáng, 8 giờ 46 phút. Vợ chồng Ngọc sẽ lên đường đi Chicago đây mọi người ơi. Chay, chào cô chú chưa? Chay còn buồn ngủ không? Hả? À, chú ngủ tiếp nha, nằm ngủ tiếp nha. Ngủ tiếp cỡ 2 tiếng đồng hồ nữa được rồi. Thì xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi cái video mà cả gia đình Ngọc sẽ đi chuyến Chicago lần này nha. Chị ơi, giờ mình đi đâu ta? Hả? Mẹ với Chay giờ hiện tại đang đi đâu ta? Cái gì? Đi Úc, mẹ với Chay đi Chicago. Con nhớ mẹ. Hả? Ủa không, không đi Chicago hả? Hả? Không chứ. Trời đất ơi. Trời mẹ. Hả? Trời mẹ. Sao? Chơi rồi. Chơi gì? Chơi gì? Chơi rồi mẹ. Chơi. À dơ rồi. Oh my god. Em dơ rồi. Tại con làm rớt em nên em bị dơ đó. Mà mốt con phải cầm em cẩn thận nghe chưa? Chứ không mấy là em dơ đó, để xuống bà ngoại năm xong rồi mẹ lấy cái máy giặt của bà ngoại năm mẹ giặt nha. Ở trên xe bây giờ còn nhiều em lắm, con đừng lo. Ở trên xe hiện tại bây giờ còn thêm 2 em nữa. Mà 2 em này con cũng yêu thích lắm luôn á. Mẹ đem cho con những em mà con yêu thích không á. Con cảm ơn mẹ chưa? Thì mình tự đổ xăng nha các bạn, mình tự bỏ thẻ vô mình tự đổ xăng. Bây giờ xăng nó cũng còn nửa bình nhưng mà phải đổ cho nó đầy. Lên tới đó là cũng còn chắc dưới nửa bình. Đây là chiếc xe của chồng Ngọc đi làm hàng ngày nè các bạn. Anh phải lái cái chiếc xe này đi lên Chicago tại vì cái này cũng là công việc đi làm mà. Cái này là bình xăng đổ ở chỗ này. So I have to, because the company pays for the gas, I got to enter how much miles is on it. À, tại vì là cái thẻ chồng Ngọc đang xài để trả tiền xăng là do cái thẻ của công ty cung cấp á. Là sử dụng tất cả những cái gì của công ty là vô cái thẻ đó hết. Nên anh phải ghi cái số của cái mã số vô. Chồng Ngọc có cái mũi đỏ nhìn mắc cười không?
safe, honey. We'll be together, but in a different car. Đây nè mọi người ơi, sau khi đổ xăng xong thì Ngọc có order cho Ngọc một ly Starbucks. Cái loại này là Ngọc phải order sẵn. Cái gì con? À, đây nè, chocolate croissant. Oh, she wants the juice. Đủ cà phê. Có được không? Còn đây là cái tea đây nè của Ngọc từ Starbucks. Rất là ngon. Cái cà phê này á, cái vị giống cà phê Việt Nam của mình vậy. Đây là cái loại mà Ngọc tự order mà Ngọc thích nhất. Lâu lắm rồi các bạn không thấy Ngọc uống cà phê. Ngọc phải uống, Ngọc mới chạy xe được các bạn. Đây nè mọi người ơi, thì hồi nãy giờ là hai mẹ con chạy được khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi. Còn khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa sẽ tới Chicago. Đường xá hôm nay rất là đẹp. Nắng ở ngoài trời, không có lạnh lắm, không có tuyết, không có mưa. Nói chung là rất là tốt. Thì cũng khoảng gần 5 tháng rồi mới trở lại Chicago. Đây nè mọi người ơi, thì Ngọc với chồng Ngọc đang dừng lại ở một chỗ để tiếp tục đổ xăng. Bây giờ bình xăng Ngọc còn nửa bình. Rồi với lại ăn trưa nữa. Thì đây, đổ xăng nữa đây. Đi. Tới nơi chưa? Dạ. Tới nơi chưa? Tới nhà. Tới nơi rồi. Mẹ với Chay đang đi đâu? Đi xăng vừa. Hả? Xăng. Ồ, đi điện máy xanh qua qua hả? Dạ. Giỏi quá. Con hát bài điện máy xanh qua qua coi. Câu hát. Điện máy xanh. Xăng. Anh xem máy xanh qua qua hả? Mọi người ơi, bây giờ dừng lại ăn trưa ở một cái quán này gọi là Buffalo Wild Wings. Dì, cô chú ơi. Chay vẽ cô chú. Chay vô đây là lúc nào có con nít là cũng được tặng cho màu để ngồi vẽ màu với cái này. À, ngồi vẽ biết đó. Hồi nãy giờ Chay đi xe, Chay có vui không con? Dạ. Dạ hả? Ấu. Nay lớn rồi đi xe ngoan lắm cô chú ơi. Rồi. Nè Chay tả con được thay rồi nè. Chút nữa trước khi đi nữa là mẹ chặt thay cho Chay cái tả nha. Ba hai mẹ. Vì sao con? Hai gì? À cái số 2. Đúng rồi. Số 2 giỏi quá. Trường quá chọc trường. À số 2. Ừ số 2. Bún. Hả? Nóng. Ủa mẹ nóng hả? Nóng không? Mẹ bị bệnh hả? Mẹ có bệnh không? Rờ coi mẹ có bệnh không? Hết bệnh rồi hả? Sao? Con mẹ mình đây. Con mẹ là mẹ hết bệnh rồi không mẹ mình. Con chuồng mà. Mẹ dẻ. A, B, C, D, E, F, G. Anh mẹ muốn này. Muốn này không nè, đây là số 2 nè. Đây là số 4 nè. Anh ơi. Cái gì? Này. Dẻ làm sao? À con vẽ giống vậy hả, con tô cái áo á hả? Rồi. Thank you. Các bạn ơi, đồ ăn ra tới rồi. À, Ngọc ăn good, thank you. Taco. Rồi đây chồng Ngọc ăn thịt gà với lại đó. Nóng không con, coi chừng nóng nha. Here, sit next to mom right here so mom can record you. Ngon không con? Ngon, ăn đi. Ok baby, let's eat. Ok. How is it? Pretty good. Thấy Ngọc ăn thử cái taco của Ngọc ơi. Lâu lắm rồi Ngọc cũng ăn cái taco. Taco này là cái món của người Mexico các bạn. Brisket tacos. Hơi mặn. Taco này hơi mặn nha. Coi tôi chiên ngon. Oh, be careful.
Chuột cà rốt. Mm. Chấm như là ranch. Here, baby, can you fix that JD on your side? So just dip roll it up her sleeve. Yeah, roll up your sleeve. Oh, come in. Ngon quá. Cứng quá hả? French fries. Okay, sit down. So I can eat. Chicken sandwich. You eat normal, please. Yes. Yeah. Yeah. I'll focus this way. Mm-hmm. Mm. Go, go. Come on, huh? Ơi rồi mọi người ơi, tới nhà rồi. Tới nhà của ông ngoại năm, bà ngoại năm rồi. Em bé. Em bé mới ngủ dậy em bé. Đây, tới nhà ông ngoại năm, bà ngoại năm. Đó, chạy tới nè cô chú ơi. Tu hả? Tu hả? Tu hả? Ngủ mới dậy hả? Quay hả? Ôi ơi, ngủ mới dậy hả? Hai chay, ai đây? Ai đây chay? Hai vậy? Hai đây. Hai á. Hai nè. Hả? Chú su mừng, su thấy con chê này su mừng. Từ sáng yeah. Bà su mới càng ngày mới càng bự. Chú ơi mới bự. Bà đi không nổi rồi đó bà su ơi. Oh my gosh. Yeah, yeah she's so fat. Chú cái để tóc kìa. Hai bèo ra. Okay. So you're tired? I'm tired, yes. Yeah. Yeah, long drive. Long drive. Yeah. So you have to stop the 1 hour relaxing? So that yeah, I stopped for an hour, leave about 3 o'clock to go to the hotel. Rồi, giục ba ba đi. Giục ba ba chơi su đi. Giục ba ba. Đó, su đem đồ chơi cho con kìa. Oh, okay. Su đem em con kìa. This is your classmates. Coi chừng em, coi chừng su nó lấy ba bà nghe chay. Su lấy ba bà đó, su phái ba bà lắm. Bao là kìa chay, bao là kìa. So most likely you'll see me back on Friday. Friday? Yeah. Or so you leave after this and then you see. Bà gái bữa nay mình ăn gì đó bà gái? Ờ đó con đói bụng rồi đó. Dạ bà ngoại có mua cho em chén ăn cơm nè. À, chén với muỗng bún riêu hôm nay. Bà ăn bún riêu đây, bún riêu đây. Ồ bún riêu luôn đó cả. Chú bữa giờ khỏe không? Đó thì bây giờ tới nhà của chú Tiến mà mọi người ơi, đồ ăn chuẩn bị đầy đủ. Tiến từ sáng giờ dậy sớm nấu là bún riêu nè. Đúng rồi. Rồi chú Nam đi làm hả? Chú này ở nhà đốn con nè, chú đi đâu bên đây đầu tuần á. Đầu tuần này chú đi làm lương, làm đồ này kia nọ, phát lương, phát đồ xong chú đi về. Dạ. À. Cũng vui. À. Chê đi đường khóc không? Không, coi iPad xong rồi coi iPad hết pin rồi. Vậy á hả? Dạ. Chê ngoan mà. Chê ghê. Giờ qua dí nha, giờ qua dí. Dí xong đi bên nào. À. Tóc lên cho con. Đưa anh tóc lên nha, ngoài cột tóc. Đưa ngoài. Trời ơi, su đem đồ chơi cho em kìa. Em đi chơi cho chị kìa. Tóc trước ngoài ấy tóc lên cho nó gọn gàng kìa. Gọn lên. Kìa xuống cho em kìa. Ôi xui. Xui bà mập dữ bà. Hả mà bà đang đẹp chứ bà ơi. Không cần đẹp đó. Ừ, bà đẹp luôn á. Xu thấy em lên xu mừng ghê đó các bạn. Ú ú ú. Đấy em kìa. Chạy cười. Trời. Ok đâu là. Rồi có đói bụng không con? Rồi đói bụng, giờ ăn đi chú ơi. À. Rồi. Ok, quan xong thì chú ý. Bữa nay là Thiếm mọi người thì ăn bún riêu, còn Thiếm làm riêng cho Điều Huynh gọi là cái gì thịt nướng hả Thiếm? Thịt nướng. Hả, tại vì chồng Ngọc ảnh cũng không ăn bún riêu nên là Thiếm biết là Thiếm mà nướng thịt cho chồng Ngọc. Hồi bữa coi cái video của bên kênh của chú Bình á. À, chồng Ngọc anh thấy là Thiếm nướng một cái nồi cái dĩ
à, cái gì đó bún bún thịt nướng. Đúng rất rồi. Là ngon, chồng Mộc nói trời ơi, nhìn ngon quá. Bây giờ bây giờ. Yeah, where's the iPad? In the front seat? No, yeah. Yeah. À, đánh đồ rồi vô đó. Thịt bò cho đường quýnh thôi, ok? Ừ, bò cho đường quýnh. Này lẻ mà, này 30 giây. À, bỏ vô đây thôi. Con cần mua cái này giống bác gái nè. À, bữa bác gái mua theo còn trăm mấy á. Cái gì? Hả? Cái đó, cái này mà trăm mấy trong đồng hả? Ờ, trăm mấy á con. Sale rồi mà còn trăm mấy đó. Sale đó, 30% off mà thêm phần trả. Này đâu, trà Hàn Quốc hả? Không, ở trong cái tiệm hiệu này nè. Trong tiệm hiệu này luôn hả? Hiệu gì đó? Hiệu này luôn đó. Con mua off 30% á. Ừ. Ok. Thì thôi, xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Bây giờ gia đình sẽ bắt đầu ăn uống. Thì nếu mà mọi người muốn tiếp tục xem cái video clip đó thì hãy qua kênh của chú Bình là kênh Bình Huỳnh Cuộc Sống Mỹ với Chicago để tiếp tục theo dõi cái video clip nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Hãy chờ đón xem những video clip tiếp theo của Ngọc với chú Bình ở Chicago nha. Bye bye, bye, bye. Xin chào hết tất cả các bạn. Bye bye.